Như chúng tôi đã đưa tin trong những ngày gần đây, tại tỉnh Phú Thọ xảy ra liên tiếp các vụ tai nạn do máy bóc gỗ. Chỉ trong 3 tuần, có tới 4 nạn nhân phải nhập viện cấp cứu và đều trong tình trạng bong tróc da phần lưng, ngực, bụng và cả cánh tay. Có 2 nạn nhân được cấp cứu phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ. 2 nạn nhân khác vì đa chấn thương vùng bụng ngực nên đã chuyển lên Bệnh viện Việt Đức và Viện Bỏng Quốc gia. Đây là hình ảnh camera khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương. Ngày 21 tháng 11, một nạn nhân cấp cứu trong tình trạng chấn thương vùng đầu, bong vùng da cánh tay. Ngày 24 tháng 11, một nạn nhân khác vào cũng với chấn thương ở đầu và tay. Ngày 1 tháng 12, một người đàn ông khác vào cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương ở vùng ngực, đầu, bụng, cả màng da bụng và ngực bị bong tróc. Gần đây nhất là ngày 7 tháng 12, một người đàn ông được đưa đến với màng da ngực, cánh tay bị lột hết. Đó chính là anh Nguyễn Văn Định. Sau 6 ngày được cấp cứu và điều trị, phẫu thuật ghép da, sức khỏe của anh đã dần phục hồi. Màng da ngực và lưng bị bong tróc đang dần lành lặn. Trong lúc nó có rác ở trong rơi xuống dưới trong gầm máy thì là sau khi là mình chưa tắt máy hết thì mình thọc tay vào trong để gãy gỗ ra. Thì không may là cái cục ao nó xòe là nó cuốn vào theo vào cái lô đấy là kéo người vào luôn. Và nó bóc hết đây thì ông làm cùng là ông nhìn thấy ông chạy vào ông sập cầu dao ông tắt ra bắt đầu gỡ ra. Chỉ trong vòng chưa đầy phút thôi. Nhanh lắm cái máy này nó nhanh lắm, cuốn nó nhanh lắm. Bây giờ tôi run mà tôi không có giữ được bình tĩnh nên nhìn là tôi sờ mên mắt mũi được các bác sĩ là dìu vào phòng. Lúc giờ bác sĩ cũng không dám cho tôi nhìn trực tiếp vào những như thế nữa. Trong khi anh Định được chuyển đến bệnh viện, thì người nhà anh được sự hướng dẫn của bác sĩ đã gom hết phần màng da của anh còn dính lại ở trên máy bóc gỗ, vương vãi trong xưởng gỗ, gói kín trong túi bóng và bảo quản đá mang đến bệnh viện. Ngay sau đó, anh được bác sĩ phẫu thuật ghép da. Giờ bác sĩ dạy bảo là không được trực tiếp cho vào đá mà chỉ bảo quản ngoài đá thôi ạ. Thì mấy chị ở xưởng đấy thì thu gom vào, gỡ ở trong lô ra thì cho vào một mảnh giấy và đã xin đá bảo quản ở ngoài và cầm qua túi bóng xuống đây ạ. Cũng may là da cầm xuống rất kịp thời và cũng cấy ghép da cho chồng tôi an toàn và đủ. Tất cả những tổ chức đứt rời bao gồm là da, là chi thể thì bọc trong cái tổ chức sạch, sau đó phải có túi ly lông cách ly và sau đó thì nhấn trong thùng lạnh. Ngoài anh Định, một nạn nhân khác đã bình phục và ra viện. Còn 2 nạn nhân nặng chuyển lên bệnh viện tuyến trên đang tiến triển tốt nhờ được các bác sĩ sơ cấp cứu kịp thời. Tất cả các trường hợp này vào viện trong tình trạng lóc da nặng ở vùng ngực, bụng và lưng. Có trường hợp thì lóc da đến cả đùi và bẹn. Thế và tất cả các trường hợp vào viện trong tình trạng sốc nặng, sốc do đau đớn, do mất máu, do thoát dịch. Và 4 ca này chúng tôi đã tiếp cận kịp thời, đã xử trí sơ cấp sơ cứu ban đầu và trong đó thì có 2 ca phẫu thuật tại viện thì hiện nay đã ổn định. Các bác sĩ cho biết trước đây cũng đã cấp cứu cho một số ca tai nạn do máy bóc gỗ, nhưng thời gian gần đây có hiện tượng nạn nhân liên tiếp nhập viện. Lý do mà họ nghĩ đến có thể là hoạt động xuất khẩu gỗ đang vào mùa.